À, tạm biệt những cái ngày tháng nghèo khổ, những con giáp này sẽ đổi đời ngoạn mục trong ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch năm 2024. Công danh sự nghiệp thì sáng chói, thành công nối tiếp thành công. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch là ngày Tết Hàn thực ngày Ất Tỵ. Thì nhờ được nhiều cái cát tinh nó nó soi chiếu nên là cuộc sống của những con giáp này sẽ có nhiều cái khởi sắc hơn hẳn so với trước đây. À, các dự án đầu tư có nhiều cái điểm sáng khả năng cao sẽ sinh lời và đem về cho những con giáp này những cái khoản tiền không hề nhỏ à, bên cạnh đó cái việc làm ăn thì cũng tương đối là thuận lợi những con giáp này cũng đã kết giao thêm được những cái mối quan hệ à, giúp ích khá nhiều cho các bạn trong công việc làm ăn kinh doanh ở trong tương lai à, không chỉ thuận lợi trong cái công việc cái vận trình đào hoa cũng được nở rộ nên những người độc thân cũng rất dễ dàng để thoát ế trong cái thời gian này một lần nữa xin được chúc mừng những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn hãy chuẩn bị túi ba gang mà mang đi nhận lộc. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, quý vị thân mến, chúng ta biết cái ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch đó là ngày ất tỵ. Cục diện đầu tiên chúng ta có là tỵ và thân là lục hợp. Vậy nên những người tuổi thân sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. À, những người tuổi thân nhờ được cục diện lục hợp nó tương trợ nên là khá tự tin khi mà đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc nhìn chung ý, thì cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi thân trong thời gian này cũng không có nhiều cái biến động à, các vấn đề tồn động trước đây thì cũng được sự bản mệnh xử lý một cách gọn gàng đâu vào đó à, trong ngày hôm nay thì các bạn còn xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp dù là trong quá trình làm việc chung với đồng nghiệp hay là hợp tác làm ăn ý, thì đều đem lại cho các bạn những cái lợi nhuận đáng kể quý nhân cũng sẽ xuất hiện ngay trong cả cái tình huống mà các bạn gặp khó khăn mở đường cho các bạn thăng tiến và kiếm về bội tiền trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của những người tuổi thân cũng thực sự được lý tưởng trong ngày ừ. hôm nay. À, nhân duyên thì tốt lành, gia đạo thì yên ổn, à, tình yêu thì được thăng hoa rực rỡ. Các mối quan hệ tình cảm xã giao, nói chung ấy, xung quanh những người tuổi thân cũng đang diễn biến hết sức là tốt đẹp, giúp cho tinh thần của các bạn luôn được hân hoan vui vẻ. Những người độc thân thì có nhiều cái cơ hội gặp gỡ với những người khác phái, từ đó sẽ tìm được những người phù hợp với mình. Quan trọng là các bạn có chịu mở lòng mình ra để đón nhận hay không mà thôi. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân, đó là con giáp may mắn đầu tiên. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch Ất Tỵ thì đó chính là những người tuổi Dậu. À, thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Dậu có thể đạt được một số cái thành tích nhất định trong cái công việc nhờ được cục diện tam hợp cục đối độ mệnh. À, không chỉ với những người làm cái công việc cố định, à, những người làm kinh doanh, buôn bán cũng sẽ nhận được nhiều cái may mắn bất ngờ mà trước đó con giáp này cũng không bao giờ là ngờ thấy được. À, không những tiền bạc rúng rỉnh, danh tiếng của các bạn cũng ngày càng bay xa điều này nó sẽ rất có lợi cho những người tuổi Dậu trong cái công việc xây dựng cái uy tín cá nhân để ngày càng tiến xa hơn nữa trên con đường công danh sự nghiệp. À, quý vị hãy luôn khiêm nhường, sống biết người biết ta để ngày càng hoàn thiện bản thân. À, thêm nữa trong ngày hôm nay lại được nhờ có quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là cái mối quan hệ giữa vợ chồng con cái thì cũng ngày càng trở nên êm đềm gắn bó với nhau nhiều hơn. À, có lẽ trong thời gian này thì quý vị đã bắt đầu hiểu được cái tầm quan trọng của gia đình nên là ngày càng gì có được những quyết định đúng đắn nên là gì cũng đã biết chia sẻ những cái 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 công việc cũng như là gì san sẻ những nỗi lo lắng với với bạn đời của mình từ đó sẽ gắn kết tình cảm giữa hai người và càng ngày thì cái chuyện tình cảm ấy nó thảm càng thêm được gắn kết keo sơn à, thêm nữa tình hình sức khỏe của những người tuổi dậu trong thời gian này nhìn chung ấy, thì cũng khá là tốt không vấn đề gì đáng lo ngại thể trạng tốt hầu như là ít ốm đau bệnh tật trong thời gian này. Chỉ cần các bạn duy trì được thói quen rèn luyện thể dục thể thao đều đặn, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ khoa học thì không lo bệnh tật nào nó quấy rầy những người tuổi dậu trong thời gian này. Bởi vậy cho nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn thứ hai. À tiếp theo con giáp may mắn thứ ba à, trong cái ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch ngày ất ngày tết hàn thực ấy không ai khác đó chính là những người tuổi sửu. Những người tuổi sửu được cục diện tam hợp là tỵ dậu sửu nó tương trợ nó giúp đỡ cái cục diện tam hợp nó xuất hiện trong đa số tử vi ngày hôm nay của những người tuổi xíu nó cũng dự báo những cái cơ hội kiếm tiền kinh doanh buôn bán sẽ gặp được là vô cùng là thuận lợi ở à, doanh thu nhờ vậy mà cũng không ngừng được tăng tiến những gia chủ tuổi những gia chủ tuổi xíu ấy thì có thể tận dụng cái cơ hội này để mở rộng thêm cái quy mô làm ăn kinh doanh và hướng đến các đối tượng khách hàng tiềm năng ở à, bên cạnh đó công việc trong ngày thì nhiều biến động nhưng may mắn là nó đều theo cái chiều hướng là tích cực đó À, các bạn sẽ có cơ hội được thăng tiến, thu nhập thì cũng được đảm bảo. À, không những vậy, các mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp thì đều được cải thiện, tài lộc thì cũng có dấu hiệu được khởi sắc hơn so với cái khoảng thời gian trước đó. những người kinh doanh buôn bán thì tấp nập đơn hàng, hứa hẹn doanh thu một cách bất ngờ, tiền bạc chi tiêu cũng khá là rủng rỉnh. À, các bạn có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay là mở rộng cái vốn đầu tư, à, nhưng mà không nên quá vội, kéo lại đối mặt với nhiều cái rủi ro. Ở trong ngày thì được cục diện tam hợp nên là cái đường tình duyên của những người tuổi sửu ấy khá là rực rỡ khởi sắc đào hoa thì nở rộ các bạn đang được tận hưởng những cái ngày tháng hạnh phúc bên những người mình thương yêu nhất mà không cần phải quá lo lắng hay là suy nghĩ quá nhiều Đấy. vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình những người tuổi sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xỉu, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác, đó chính là những người tuổi ngọ. À, thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì những người tuổi ngọ may mắn được cục diện tam hội là tị, ngọ, mùi, nó trợ mệnh, nó hộ thân. Cái cục diện tam hội nó nhập cục nên cái vận trình ngày mới của những người tuổi ngọ khá là xuân sẻ thuận lợi mọi việc thì diễn ra đúng như cái những gì mà các bạn đã dự liệu à, tình duyên của những người tuổi ngọ trong thời gian này về cơ bản thì cũng là êm đẹp giữa hai người thì không có quá nhiều cái vấn đề tồn tại nên tình cảm thì ngày càng gắn kết và mặn nồng hơn à, trong ngày hôm nay cũng là cái thời điểm lý tưởng để cho những người tuổi ngọ còn độc thân bày tỏ cái tình cảm với những người mà mình thầm thương trộm nhớ à, hơn nữa có người còn mang cái tình duyên đến cho các bạn nếu mà bạn đã có người tâm đầu ý hợp rồi thì cũng đừng chần chừ gì nữa, kẻo cơ hội nó lại vụt bay qua mất. Ở trong ngày hôm nay thì con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi ngọ cũng được tăng tiến đáng kể. Bản mệnh đã được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì luôn có cái tinh thần trách nhiệm cao cùng với cái khả năng lãnh đạo tốt. Chính vì thế mà trong tương lai những người tuổi ngọ có thể là gì? Được bồi dưỡng thành cái tầng lớp lãnh đạo kế cận. À, một lần nữa xin được chúc mừng những người tuổi ngọ con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ tư Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm thì không ai khác đó chính là những người tuổi mùi. Đấy tuổi mùi cũng được cục diện tam hội là tị ngọ mùi nó tác động. Lại nhờ có gì? Có thiên tài nó ghé thăm. Vậy nên những người tuổi mùi gần như không phải quá lo lắng về các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của mình. Khi mà rất nhiều cái tín hiệu tích cực nó cho thấy các bạn đã đi đúng đường đúng hướng và có thể bội thu tiền bạc trong ngày hôm nay. Nhờ vậy mà những người tuổi mùi cũng có cái thu nhập dồi dào hơn, thoải mái chi tiêu mà không cần phải lo lắng quá nhiều. Bên cạnh đó, những người làm nghề kinh doanh buôn bán thì cũng có cơ hội gia tăng được cái lợi nhuận của mình. À, trong khi đó, những người làm công ăn lương thì có thêm cái thu nhập từ cái công việc chính, à, có thể là thưởng hoặc là gì, làm thêm. À, thế nhưng, con giáp này cũng hãy cố gắng bằng cái chính sức lực của mình, chứ đừng trông cậy vào cái may mắn hay là chữ trợ giúp của người khác. thêm nữa, trong ngày hôm nay lại được cục diện là hỏa thổ tương sinh, tị hỏa sinh cho, sinh cho mùi thổ. Vậy nên các chuyện tình cảm của những người tuổi mùi cũng khá là tốt đẹp. Các cặp đôi thì tin tưởng hoàn toàn vào đối phương, khiến cho cái mối quan hệ ngày càng thêm khăng khít. À, khi tuổi mùi thể hiện cái sự tin tưởng của mình, thì đối phương sẽ cảm thấy yên tâm hơn về cái mối quan hệ này. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ năm tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu không ai khác thì đó chính là những người tuổi tuất à, trong ngày hôm nay những người tuổi tuất được chính tài nó độ mệnh nó hậu thuẫn nên những người tuổi tuất sẽ đón nhận những cái khởi sắc ở cái phương diện tài chính của mình à, các thần này cũng sẽ đảm bảo cho bản mệnh có thu nhập vững chãi ổn định trong ngày hôm nay À, những người tuổi Tuất thì có thể thoải mái mà theo đuổi những cái đam mê của mình mà không cần phải lo lắng hay là quan tâm quá nhiều đến vấn đề tiền bạc. À, không những vậy, những người tuổi Tuất còn may mắn được quý nhân trợ lực giúp đỡ để phát huy cái năng lực của mình một cách tối đa cho công việc. À, đặc biệt là những người làm nghề tự do ấy thì con giáp này luôn có ý thức tạo dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa để con đường sự nghiệp thì được thuận lợi hơn. À, trong ngày hôm nay thì các bạn cũng luôn biết cách giữ rửa cho các mối quan hệ tình cảm của mình à con sắp này tưởng chừng như không quan tâm đến cái tiểu tiết nhưng mà kỳ thực ấy lại vô cùng là để tâm đến những người mình yêu nhờ cái sự tinh tế của mình à, các bạn có thể giữ được cái ngọn lửa ngọt ngào và nồng thắm của tình yêu vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ lực hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi tuất. Đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái uh, ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 3 lịch ngày Ất Tỵ đúng không ạ? Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, đó là những tuổi sau. Một là những người tuổi thân, hai tuổi dậu, ba tuổi xíu, bốn tuổi ngọ, năm tuổi mùi và sáu là những người tuổi tuất. Đó là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh trong ngày hôm nay. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.